Gần đây, một số hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chư Pư và huyện Pa, tỉnh Gia Lai vì nhẹ dạ cả tin đã bị các đối tượng lừa bán tài sản có giá trị để vượt biên sang Campuchia, Thái Lan. Sau khi nắm được thông tin, thì cơ quan an ninh điều tra đã, công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan, đồng thời hỗ trợ những nạn nhân trở về địa phương an toàn. Đầu tháng 2 vừa qua, thông qua mạng xã hội, các đối tượng đã tiếp cận với anh Siêu Phương ở làng Hora, xã Ia Hala, huyện Chư Pư. Bằng thủ đoạn nhắn tin, gọi điện, các đối tượng này đã vẽ ra viễn cảnh là việc nhẹ, lương cao. Bán hết tài sản, anh Phương đã đưa cả gia đình gồm vợ và hai con nhỏ cùng vượt biên. Tiền tiền góp thì cũng tầm 7, 8 triệu gì đó trong trong túi rồi. Chuyển tiền vào tài khoản của người mà nó chuyển cho mình là giờ mất tay trắng rồi, không còn gì nữa. Cũng với thủ đoạn trên, gia đình chị Siêu Hơ Piếp ở làng Kinh Mách, xã Ia Lê, huyện Chư Pư, gom góp hết tài sản để chuyển cho các đối tượng số tiền là 90 triệu đồng để vượt biên. Chỉ khi sang đến nơi đất khách thì gia đình chị mới biết là mình đã bị lừa. Bán được xe con non 37 triệu, con xe con mấy triệu tiền nhà dành lại trong nhà như hết tiền nó không còn tiền nữa. từ đầu tháng 2 đến nay, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Gia Lai đã ngăn chặn 5 nhóm 19 người trên địa bàn huyện Krongpa và Chư Pư của tỉnh Gia Lai vượt biên, bắt giữ 5 đối tượng tổ chức cho người khác vượt biên bằng thủ đoạn tổ chức cho những người bị lừa đi du lịch sang Thái Lan bằng đường hàng không, sau đó thì các đối tượng ở Thái Lan hướng dẫn họ trốn ở lại hoặc tổ chức vượt biên bằng đường bộ, sau đó theo các đường tiểu ngạch sang Campuchia rồi qua Thái Lan. Em uh, có liên quan đến, đến đến vấn đề mà dẫn người à, đi sang Thái Lan. Bây giờ em nhận thức được cái việc mà em biết được cái chủ đích là họ họ đi cái qua đấy và, và có mục đích là ở lại luôn thì em em biết là điều đấy là vi phạm pháp luật. Đón người ta từ Sài Gòn đi xuống bến xe Hồng Ngự, họ đón được người thì họ báo cho tôi người ta sẽ báo là nhận được người rồi. Đã chi phí thì cộng cả tiền xe thì người lớn chắc người lớn không cháu lấy 2 triệu một người. Liên tục trong những năm gần đây, với chiêu bài tìm việc nhẹ lương cao ở nước ngoài, hàng chục người dân tộc thiểu số tại Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đưa ra nước ngoài rồi bỏ mặc. Hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Gia Lai củng cố hồ sơ để khởi tố hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài thêm một lời cảnh tỉnh cho người dân không nên tin vào những lời đường mật của những kẻ lừa đảo về cuộc sống giàu sang nơi xứ người